Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, lò đã cháy tới Kiên Giang, con trai của bà X Nguyễn Tấn Dũng bị chặn đường trước Đại hội 13. Con trai Nguyễn Tấn Dũng bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm đất đai. Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa có phúc trình việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra số 602 của Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam về các sai phạm đất đai ở tỉnh này. Theo đó, trong 6 cựu phó chủ tịch tỉnh bị kiểm điểm có ông Nguyễn Thanh Nghị, đương kim bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, con trai của cựu thủ tướng 3X Nguyễn Tấn Dũng. Theo báo Dinh thì hai cựu chủ tịch Kiên Giang là ông Phạm Vũ Hồng và ông Lê Văn Thi cùng 12 người nguyên là phó chủ tịch, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2017 phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ngoài ra còn có ông Mai Văn Huỳnh, bí thư kiêm chủ tịch huyện Phú Quốc, bà Lê Thị Minh Phụng và ông Mai Anh Nhịn, Lâm Hoàng Sa, Lê Khắc Ghi đã nghỉ hưu. Bên cạnh đó, 40 cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm là công chức tại các sở ngành Ủy ban Nhân dân các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Rồng Giềng. Trong đó, riêng huyện Phú Quốc có 21 cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, 5 người bị cảnh cáo và 11 người bị khiển trách. Ngoài Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, 22 cơ quan hữu trách khác phải tổ chức kiểm điểm xử lý cán bộ sai phạm. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồi tháng 5 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra số 602 về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy định, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ tháng Giêng năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã cho phép tách hơn 17.000 thửa đất nông nghiệp ở huyện Phú Quốc ra diện tích nhỏ dưới 500m². Việc này dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp ở huyện diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, Ủy ban dân huyện Phú Quốc và các xã thị trấn thuộc trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị. Việc này khiến nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Ngoài ra thì trong giai đoạn từ 2011 đến 2014, toàn bộ 145 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cho quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm được phê duyệt. Kết luận của thanh tra cũng xác định Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất rừng diễn ra trong một thời gian dài. Một số gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lấn với diện tích của Vườn Quốc gia Phú Quốc. Từ các sai phạm bị phát hiện trên thì Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang có liên quan cần phải kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra những thiếu sót vi phạm, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể cá nhân có sai phạm. Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan hữu trách xem xét thu hồi chủ trương đầu tư thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm. Ngày 25 tháng 8, nói với báo Dinh về việc vì sao Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, nhưng phúc trình của tỉnh Kiên Giang nêu ra con số có đến trên 60 cán bộ từ tỉnh đến các ban ngành chỉ bị kiểm điểm. Chung chung, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng Ban Thường vụ tỉnh ủy chưa nhận được phúc trình tổng hợp của Thanh tra tỉnh. Nói kiểm điểm rút kinh nghiệm không thì chưa đúng lắm, bởi trước thanh tra tỉnh đã phát hiện xử lý, trong quá trình thanh tra thì tỉnh cũng tiếp tục xử lý kỷ luật, do đó nếu lấy kết quả xử lý sau thanh tra thì chưa đầy đủ, bà Tuyết Em biện minh. Bà Em cho biết thêm khi nhận được phúc trình của thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang sẽ xem xét rồi tính nữa, nếu phát hiện nội dung nào chưa thỏa đáng sẽ xem xét chỉ đạo tiếp.
Theo báo Tuổi Trẻ, tháng 2 năm 2014, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam điều động phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng về giữ chức Phó Bí thư tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phân công ông Nghị cùng với Lê Văn Thi, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo khối kinh tế trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị đề án thành lập đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc và chỉ đạo đầu tư phát triển Phú Quốc. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016, họp bất thường lần thứ 11 bầu ông Nghị giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang. Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Nghị làm Bí thư tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 6 năm 2016, báo chí được lệnh đồng loạt đăng bài về một vị Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang mượn chiếc xe Lexus biển xanh đánh hơi chuyện chẳng lành. Người sử dụng xe biển xanh là Trịnh Xuân Thanh cáo bệnh và chuồn sang Đức trốn. Cuối cùng thì kẻ chạy trốn cũng bị Nguyễn Phú Trọng sai Tô Lâm sang Berlin bắt cóc về trị tội. Với ông Trọng, Trịnh Xuân Thanh là tép diêu, ông ta dễ dàng đưa tay hất lên và bóp nát. Tháng 2 năm 2017, báo chí cũng được lệnh tố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi xe Toyota Avalon biển xanh giả vì biển xanh của chiếc xe này trùng với biển trắng của một chiếc xe Land Rover khác. Nguyễn Xuân Anh cũng trình giấy tờ gốc chứng minh biển số xanh là thật, nhưng cho dù thật thì cuối cùng cậu ta cũng bị cách chức thu hồi ghế giao cho Trương Quang Nghĩa. Rõ ràng là với Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Xuân Anh cũng là tép diêu và ông ta chỉ dùng tay hất một cái nhẹ là cậu ta văng ra khỏi ghế. Cũng trong năm 2016, báo chí đồng loạt tố Nguyễn Thanh Nghị dùng một chiếc xe sang Range Rover Evoque biển xanh. Và báo chí lúc đó cũng cho biết rằng họ đã tra cứu trên website của Cục Đăng Kiểm Việt Nam thì không có xe biển xanh nào có số như chiếc Range Rover kia và cũng bài đã đánh Trịnh Xuân Thanh đem ra áp dụng cho Lê Thành Nghị. Nhưng bài đánh chết người kia giờ đây chỉ gãy ngứa ông cậu hai của nhà 3X Nguyễn Tân Dũng mà thôi. Kết quả thì Trung ương chẳng kỷ luật được ai trong tỉnh Kiên Giang. Như vậy thì rõ ràng là Nguyễn Thanh Nghị không phải là tép diêu mà là con cá mập. Xung quanh con cá mập trẻ này đã là vùng cấm không phải ai cũng dám đụng đến. Còn nhớ, thưa quý vị và các bạn, thì trong hồi tháng 4 năm 2019 vừa qua, sau khi chuyến công tác Kiên Giang của Nguyễn Phú Trọng và sau đó thì bị đột quỵ tại nơi căn cứ địa cách mạng của nhà 3X Nguyễn Tân Dũng, thì trong cuộc làm việc này, Nguyễn Phú Trọng có yêu cầu là Nguyễn Thanh Nghị là phải rời chức vụ và viết đơn xin nghỉ công tác để ông sẽ xóa bỏ đi những lỗi lầm của Nguyễn Thanh Nghị trong thời gian Nguyễn Thanh Nghị nắm quyền ở tỉnh Kiên Giang. Nhưng Nguyễn Thanh Nghị đã thẳng thừng từ chối và nói một câu rất trắng trợn rằng cháu không việc gì phải làm đơn xin nghỉ cả. Vì cú sốc này mà Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện. Và di chứng thì đang để lại đến bây giờ là ông đã bị gần như là bị liệt hai chân, đi lại rất khó khăn và thời gian nằm viện thì nhiều hơn ở nhà. Và thời gian ở nhà thì nhiều hơn ở cơ quan, nhưng vẫn được hưởng hơn chục cái lương béo bở từ những chức vụ mà ông ta đang nắm giữ. Và không thể đầu hàng nên đầu tháng 4 năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa thanh tra chính phủ Kiên Giang thanh tra những sai phạm đất đai của tỉnh này từ giai đoạn mùng 1 tháng 1 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2017. Kết quả thanh tra khui ra sai phạm đến 2.300 tỷ đồng, nhưng thanh tra chính phủ né không xử lý mà giao trách nhiệm xử lý ấy cho cậu Nguyễn Thanh Nghị. Trung ương về thanh tra địa phương phát hiện địa phương sai phạm mà lại giao cho địa phương xử lý sai phạm đó. Đây rõ ràng là cách làm sai quy trình. Thế nhưng mà Trung ương vẫn làm vậy và điều này chứng tỏ là họ sợ Nguyễn Thanh Nghị. Vậy lại một lần nữa khẳng định rằng lãnh địa Kiên Giang đó là lãnh địa của 3X Nguyễn Tân Dũng và là vùng cấm đối với thanh tra chính phủ. Kể cả Nguyễn Phú Trọng cũng không làm được gì.
Ngày 1 tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang bị chết khi đang còn đương chức và sau đó là trò thâu tóm quyền lực của Trọng. Với quyền lực to lớn trong tay, ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông ta kéo quân đến Kiên Giang thăm cậu Nghị và Tía Dũng thì bỗng dưng bị đột quỵ ở đây. Cũng may cho ông là Nguyễn Thiện Nhân đã huy động trực thăng bay xuống Kiên Giang để chở ông ta về bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời. Nhờ chuyến giải cứu ấy mà nay ông Trọng may mắn được đi đứng trở lại, mặc dù rằng hiện ông ta chỉ đi như lách. Nhưng như thế thì vẫn còn hơn là phải nằm trong một khu lăng tẩm 6,4 hecta như Trần Đại Quang. Năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng Thanh tra Chính phủ đã từng nói rằng chống lại có khi chúng tôi chết trước. Thì Nguyễn Thanh Nghị thuộc loại tham nhũng như thế và việc Thanh tra Chính phủ về Kiên Giang 70 ngày lục lọi đủ mọi thứ sổ sách và kết luận sai phạm nhưng không dám kỷ luật đã chứng tỏ điều đó. Trung ương thì ép thanh tra xuống Kiên Giang moi móc. Thanh tra khi xuống Kiên Giang thì phải đi nhẹ nói khẽ vì họ biết đây là vùng cấm đối với họ. Vậy nên Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm nhẹ nhàng rồi rút êm. Đó là một chứng minh cho sức mạnh của cậu hai nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ tại Kiên Giang lại càng làm cho giới thanh tra phải tái mặt cho dù nguyên nhân đột quỵ đó là gì. Năm 2018, Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và quả thật thì ông ta không xem vùng nào là vùng cấm thật. Và chính ông ta không xem nơi nào là vùng cấm nên mới xua quân đánh Nguyễn Thanh Nghị từ năm 2016 đến nay. Kết quả là vụ xe biển xanh bị nhận cho chìm xuồng. Thanh tra thì tránh né, không dám động chạm. Có lẽ vì chê đám bề tôi bất lực nên Nguyễn Phú Trọng mới ngự giá thân chinh xuống Kiên Giang. Và kết quả thì sao? Kết quả thì Nghị thì vẫn sừng sững, còn Nguyễn Phú Trọng xém nữa thì chết. Chống tham nhũng hiệu quả thì bắt buộc phải làm tốt hai điều. Thứ nhất là phát hiện tham nhũng, thứ nhì là trừng trị tham nhũng. Tại các nước dân chủ, tham nhũng có thể bị phát hiện bởi các đối tượng khác nhau. Thứ nhất là nhân dân, thứ nhì là báo chí độc lập và thứ ba là cơ quan thanh tra. Và khi tham nhũng bị phát hiện thì qua tố tụng vào cuộc xử lý theo pháp luật, chứ không thể cứ để cho đảng cầm quyền dùng những trò mèo như rút kinh nghiệm, kỷ luật, v.v. như Đảng Cộng sản đang làm. Như chúng ta đã biết thì một nhà nước dân chủ thì mọi cơ chế hoạt động đều đảm bảo tính minh bạch. Thì khi đó nhân dân và báo chí có thể dễ dàng kiểm tra và giám sát quan chức chính quyền được. Mà đối với nhân dân và báo chí độc lập thì có tham nhũng là họ tố chứ không hề kiêng nể bất kỳ một ai. Thêm vào đó là thứ tư pháp độc lập xử lý tham nhũng thì việc chống tham nhũng mới thực sự mới được gọi là không có vùng cấm. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam thì việc người dân phát hiện tham nhũng bị nhà nước làm lơ và từ đó dân bị quan chức trả thù nên có thể nói rằng tham nhũng là vùng mà Đảng Cộng sản Việt Nam cấm nhân dân được phép đụng vào. Còn báo chí Việt Nam thì sao? Với hơn 800 tờ báo nhưng chỉ có một tổng biên tập đúng nghĩa, đó là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Vậy nên báo chí Việt Nam không dám tự ý tố giác tham nhũng mà họ chỉ dám đưa những vụ tham nhũng lên mặt báo theo lệnh của chính quyền. Như vậy thì ở Việt Nam tham nhũng cũng là vùng cấm đối với báo chí. Riêng tham nhũng ở Việt Nam chỉ được phát hiện bởi thanh tra nhà nước mà việc thanh tra này còn chọn lọc chứ không thể thanh tra tùy tiện được. Nếu như thanh tra tùy tiện và kết luận trung thực thì coi chừng thanh tra chết trước. Như lời của ông Nguyễn Trọng Đạt đã nói. Vậy nên một số đối tượng tham nhũng ở Việt Nam mà đủ mạnh để tự thiết lập vùng cấm cho mình như Nguyễn Thanh Nghị là một ví dụ. Chính tham nhũng Việt Nam có quá nhiều vùng cấm như vậy nên dẫn tới việc bộ máy nhà nước không có khả năng chống được tham nhũng như là kết quả tất yếu. Vậy nên việc chống tham nhũng mới trở thành công cụ thanh trừng phe nhóm. Và câu nói không có vùng cấm của ông Trọng chỉ là một câu nói dành riêng cho chính ông ta, chứ không dành cho một đối tượng trong xã hội như ở các nước dân chủ. Mà nói cho cùng thì chính bản thân của ông Nguyễn Phú Trọng với tột đỉnh quyền lực còn không xâm nhập được vào vùng cấm Kiên Giang, thì có thể nói câu chống tham nhũng không có vùng cấm của ông trở nên vô nghĩa.
Nó vô nghĩa ngay với người có quyền lực to nhất như ông, chứ đừng nói gì đến ai khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phát công văn hỏa tốc gửi đến các cơ quan ban ngành trong tỉnh yêu cầu thực hiện kế hoạch, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở tỉnh này. Ngoài các nội dung chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, xử lý về kinh tế, việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân đang thu hút sự quan tâm, vậy những cán bộ chủ chốt nào của tỉnh sẽ phải kiểm điểm? Một cán bộ lão thành tỉnh cho biết, chiều theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ thì việc phải kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thời kỳ 2011 đến 2017. Thời kỳ này có các vị Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang từ 10 tháng 12 năm 2010 đến 21 tháng 6 năm 2011. Trước đó ông Sơn làm Chủ tịch rồi Bí thư huyện đảo Phú Quốc, nay ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đến là ông Lê Văn Thi, Thiếu tướng Công an, kế vị ông Sơn từ ngày 21 tháng 6 năm 2011 đến ngày 28 tháng 10 năm 2015. Sau khi ông Thi nghỉ hưu thì ông Phạm Vũ Hồng làm Chủ tịch tỉnh từ ngày 28 tháng 10 năm 2015 cho đến nay. Ông Hùng từng làm Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, rồi quay lại làm Phó Chủ tịch tỉnh trước khi lên làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch thời kỳ nói trên có các ông bà Nguyễn Thanh Nghị giai đoạn tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, nay là Bí thư tỉnh Kiên Giang, Mai Anh Nhịn, Lê Khắc Ghi, bà Lê Thị Minh Phụng. Tinh thần kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân có sai phạm đã nêu ở phần kết luận của Thanh tra Chính phủ. Liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai, có các vị Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Thống Nhất, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, nay là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Quốc Cường, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, vừa chuyển công tác làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng, Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, nay là Phó Bí thư huyện ủy Phú Quốc, Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc. Sai phạm theo kết luận thanh tra là rất nghiêm trọng, thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu làm cố ý làm trái. Đất đai bị bầm nát xây dựng trái phép tràn lan, núi rừng sông biển bị lấp chiếm sàn lấp. Có những công trình cả trăm tỷ xây dựng không giấy phép nhưng vẫn hoạt động như khách sạn 5 sao Mường Thanh, Luxury Phú Quốc, khách sạn 5 sao Sichel xây dựng khi mà giấy phép đã hết hạn. Hàng trăm công trình xây dựng lớn nhỏ khác vi phạm nhưng không bị xử lý. Trong những sai phạm liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh Khoa Toàn, có thể kể đến là khách sạn 5 sao Mường Thanh, Luxury Phú Quốc, khách sạn 5 sao Churchill. Toàn đảo có 577 khu đất đang sử dụng và đất nông nghiệp đã san lấp phân lô với tổng diện tích 496 hectare, trong đó có 727 căn nhà xây trên đất quy hoạch cho nông nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch và công cộng. Theo kết luận của thanh tra thì tổng số tiền sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường của tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011 đến năm 2017 lên đến 2.300 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh chiếm cả ngàn tỷ Việt Nam đồng. Cũng có người đặt vấn đề đối với các quan chức đã về hưu hay những trường hợp chuyển công tác thì kiểm điểm như thế nào? Ông Lê Khắc Ghi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nói: "Tôi chưa nhận được giấy yêu cầu kiểm điểm. Tôi luôn sẵn sàng, nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Quy định bây giờ thì trốn đầu cho thoát và về hưu rồi thì nếu có sai phạm thì cũng phải lôi ra kiểm điểm xử lý, chứ đừng có nói chơi." Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư vào Phú Quốc do chậm tiến độ nhiều năm. Cụ thể, tại kế hoạch số 76, ông Phạm
Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang giao cho trưởng ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư đất đai, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, cương quyết thực hiện thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án đầu tư chậm triển khai vi phạm pháp luật về đầu tư đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư được nêu ra tại phụ lục số 04 trên KG của kết luận số 602 KLTTCP thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2020. Trước đó thì tại kết luận thanh tra số 636 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017, xác định có 43 dự án đầu tư vào Phú Quốc chậm tiến độ nhiều năm. Vì vậy mà cơ quan này đề nghị Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước theo quy định của pháp luật, xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất. Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trực thuộc buông lỏng quản lý về đất đai trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm phân lô tách thửa với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp ở huyện Phú Quốc với diện tích nhỏ dưới 500m2. Không vì mục đích sản xuất nông nghiệp, việc này dẫn đến tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp diễn ra phức tạp. Tình trạng phân lô tách thửa còn gây khó khăn cho quá trình đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, trong quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là các dự án ở huyện đảo Phú Quốc. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, đến nay trên địa bàn huyện Phú Quốc có 319 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch, với diện tích đất khoảng 10.837 ha. Trong số này có 8 dự án FDI, 287 dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 9.987 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 332.850 tỷ Việt Nam đồng, có 32 dự án đang hoàn thiện các thủ tục. Đáng chú ý, trong các dự án có quyết định chủ trương đầu tư mới, 47 dự án đưa vào khai thác với diện tích 1/10, 1.191 ha, tổng vốn đầu tư chưa đến 1/20, 15.228 tỷ Việt Nam đồng so với tổng vốn đăng ký có 75 dự án đang triển khai xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hôm 24 tháng 8 năm 2020 thông báo kết luận thanh tra vi phạm đất đai tỉnh Kiên Giang với tổng số tiền 750 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên, cán bộ tỉnh liên quan chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin Thanh tra Chính phủ ngày 27 tháng 4 kết luận yêu cầu các viên chức tỉnh, huyện và các cơ sở ban ngành trong giai đoạn 2011 đến 2017 liên quan kiểm điểm trách nhiệm về việc để xảy ra những thiếu sót vi phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân có sai phạm. Tiếp đó, ông Phạm Vũ Hồng và ông Lê Văn Thi, hai nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong thời kỳ 2011 đến 2017 và 6 phó chủ tịch và 6 thành viên liên quan đến sai phạm đã tổ chức kiểm điểm. Tất cả 14 thành viên này và thêm 60 cá nhân cán bộ của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số ban ngành khác đều chung hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong một diễn biến khác, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm 25 tháng 8 tuyên y án đối với những bị cáo làm giả 25 bộ hồ sơ xin cấp sổ đỏ ở Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Theo Vietnam.net thì tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bùi Thúy Nga, cựu giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì nhận 5 năm 6 tháng tù giam. Nguyễn Bá Kiên, cán bộ địa chính và văn hóa huyện Ba Vì nhận 36 tháng tù giam. Và Nguyễn Xuân Giúp, cựu chủ tịch Ủy ban dân xã Yên Bài nhận 30 tháng tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ba bị cáo được nói là có hành vi mua gom đất của hộ dân tự khai hoang để đầu tư bất động sản gây thiệt hại cho nhà nước gần 640 triệu đồng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì liên quan đến những sai phạm đất đai khi còn là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Chẳng khác gì ví dụ minh họa nỗ lực chỉnh đốn đảng và nỗ lực vờn nhau trong đảng. Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý những sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, có 2 cựu chủ tịch tỉnh, 6 cựu phó chủ tịch tỉnh, 6 thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh trong giai đoạn từ 2011 đến 2017 phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ông Nghị là một trong 6 cựu phó chủ tịch tỉnh phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ngoài những viên chức lãnh đạo chính quyền tỉnh Kiên Giang, còn có 40 viên chức từng làm việc tại các sở ngành Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Rồng Giềng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Riêng tại Phú Quốc, trong 21 viên chức phải kiểm điểm rút kinh nghiệm có 11 đã bị khiển trách và 5 đã bị cảnh cáo. Nói cách khác thì tuy sai phạm đất từ năm 2011 đến năm 2017 tại xứ Kiên Giang là sai phạm có hệ thống từ trên xuống dưới, diễn ra trên phạm vi rất rộng, 6 trên 15 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, chính quyền của tỉnh, và kéo dài suốt từ năm 2011. Nhưng cứ nhìn vào thực trạng Phú Quốc, kết quả kiểm điểm rút kinh nghiệm ở Phú Quốc sẽ thấy hệ thống công quyền Kiên Giang nghiêm túc cỡ nào. Chuyện hệ thống công quyền ở tỉnh Kiên Giang phải kiểm điểm rút kinh nghiệm như thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa loan báo bắt nguồn từ một cuộc thanh tra kéo dài từ 2 năm 2018 cho đến tháng 3 năm 2020 do thanh tra chính phủ tiến hành nhằm kiểm tra về việc chấp hành pháp luật của công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường từ năm 2011 đến năm 2017 tại Kiên Giang. Hồi tháng 4 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận và xác định các xã ở Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết về sử dụng đất như những tỉnh khác và các huyện không hề bận tâm. Tỉnh thì chậm điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong khu kinh tế Phú Quốc, nên Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc giao đất cho thuê đất không đúng với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc buông lỏng quản lý rừng, khiến cho rừng bị lấn chiếm trong một thời gian dài. Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp tại Phú Quốc trái phép và nên việc chuyển nhượng đất nông nghiệp trở thành phức tạp. Và theo Thanh tra Chính phủ thì ngoài việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm xử lý hình thức, xử lý nghiêm đối với các tập thể cá nhân sai phạm, phải cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư thu hồi dự án gắn với khu thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, trách nhiệm thực hiện tất cả các nghị định ấy được sử dụng tại xứ Kiên Giang. Những diễn biến liên quan đến chuyện xử lý sai phạm đất đai ở Kiên Giang như vừa kể khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện xử lý sai phạm đất đai ở Đà Nẵng. Sau khi dư luận râm ran thời gian dài về việc quản lý sử dụng đất đai ở Đà Nẵng có nhiều biểu hiện không giống ở đâu cả, chính phủ chỉ định thanh tra cử người đến kiểm tra kết luận do thanh tra của chính phủ công bố hồi giữa năm 2013 khiến cho thiên hạ chưng hửng. Sai phạm đất đai ở Đà Nẵng gây thất thoát 3.434 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư Đà Nẵng, nhân vật phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm liên quan đến đất đai ấy, đang đảm nhiệm vai trò trưởng ban nội chính Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ cử tri hồi hạ tuần tháng 6 năm 2013, ông Thanh tuyên bố cả ông lẫn Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không chấp nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo với Bộ Chính trị, Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ đã đồng ý với quan điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Và ngay sau đó thì Thanh tra Chính phủ đã phát hành một thông cáo khẳng định không có chuyện Thanh tra Chính phủ đồng ý với quan điểm nào khác của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng như ông Nguyễn Bá Thanh đã tuyên bố. Kết luận của Thanh tra Chính phủ về những vi phạm trong quản lý đất đai ở Đà Nẵng làm thất thu ngân sách và có cơ sở pháp lý đã được các bộ ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét góp ý, đồng thời đã được Thủ tướng chuẩn y. Hai năm sau thì xảy ra bất đồng giữa Thanh tra Chính phủ với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Thanh thì đã qua đời. Tính mạng của Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như chỉ mảnh treo chuông vì bạo bệnh. Phan Văn Anh Vũ, nhân vật từng chọc trời khuấy nước ở Đà Nẵng, cũng bị bắt sai phạm ở Đà Nẵng, được xới lại và trở thành đại án. Xét cả về tính chất lẫn mức độ sai phạm ở Đà Nẵng không thay đổi, nhưng hồi năm 2013 không thành án vì ông Thanh là nhân tố tích cực trong tiến trình chỉnh đốn đảng. Đến năm 2018, những sai phạm này thành đại án và đảng đổi ý, xác định đó là bằng chứng về đảng đang chỉnh đốn, báo rằng chính chỉnh và đốn phụ thuộc vào toàn vào thời và thế, có lẽ là không ngoa. Và điều này thì đang lặp lại ở xứ Kiên Giang, nơi căn cứ địa cách mạng nhà Bẫy Nguyễn Tấn Dũng, nơi mà báo chí và báo cáo của Thanh tra tỉnh về việc xử lý sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhưng Ban Thường vụ tỉnh thì không biết gì. Thành ra cả Ban Thường vụ tỉnh và mới điềm nhiên ngồi chờ, Trung ương thì chỉ đạo thêm, không phải tự nhiên mà báo giới nhấn nhá việc ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng nam của nhà Bẫy Nguyễn Tấn Dũng, cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Chỉ biết ở lần kiểm điểm rút kinh nghiệm này, ông Nghị có bị gì không? Có còn giữ được một chỗ trong Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới hay không? Ông Nghị đã từng bị bêu như Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh và nhìn vào cách mà Đảng khai thác yếu tố sử dụng xe hơi nguồn gốc bất minh, quá phận để chỉnh đốn Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, người ta tưởng tới lượt của Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên thì ông Nghị dùng chiếc Range Rover tang vật trong vụ buôn lậu mà Công an Kiên Giang tịch thu hồi biến thành công xa của ngành để sử dụng chẳng đi đến đâu, vì không hiểu tại sao Đảng chấp nhận chuyện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề xuất lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang trả lại xe cho Công an tỉnh, không mượn nữa là hợp lý. Năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã từng nại cơ sở pháp lý có ý kiến các bộ ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên, Bộ Môi trường, rồi Thủ tướng chuẩn y để bảo vệ kết luận về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng, nhưng chẳng tới đâu. Năm nay thì Thanh tra Chính phủ khẳng định là sai phạm đất đai ở Kiên Giang cần xử lý nghiêm, nhưng đa số các viên chức có liên quan từ trên xuống dưới ở Kiên Giang chỉ phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, nặng nhất là 16 viên chức huyện Phú Quốc bị khiển trách và cảnh cáo. Không phải tự nhiên mà Đoàn Tuyết Em thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết chờ cho Trung ương chỉ đạo và xem xét rồi tính nữa. Chắc chắn là bà Phó Bí thư tỉnh không phải là người thiếu hiểu biết về tình thế. Dựa theo cách tường thuật mà báo chí Việt Nam dường như báo cáo của Thanh tra tỉnh Kiên Giang là do Thanh tra Chính phủ cung cấp, họ đang vờn nhau, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.